could be us. So back to what I was saying. Could be us. Diễn viên phim Kang Hee Vi Hành sống an nhàn với nghề nuôi gà. Theo trang Sina, nam diễn viên Triệu Lượng quyết định không tập trung hoạt động tại làng giải trí để về quê, mở trại chăn nuôi gà và sống hạnh phúc bên vợ trẻ. Cuộc sống hiện tại của thái giám Tam Đức Tử trong phim Kang Hee Vi Hành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi ngoài 50, Triệu Lượng tận hưởng cuộc sống điền viên với trang trại gà, mang về thu nhập cao, viên mãn cùng vợ và hai con trai. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Triệu Lượng từng có quãng thời gian khởi nghiệp hết sức gian nan. Cách đây hơn 6 năm, ông bắt đầu mở trang trại gà trên núi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lúc bấy giờ, vì cần số vốn lớn, tài tử sinh năm 1969, tranh thủ đi đóng phim để kiếm tiền nuôi gà. Khi đó, ông vẫn nghĩ kinh doanh đơn giản, nên dấn thân mà chưa kịp chuẩn bị nhiều. Kết quả, Triệu Lượng gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, ông làm ao cá tốn 1 triệu nhân dân tệ, hơn 3,3 tỷ đồng. Nhưng lũ lụt đã gây thiệt hại lớn trong một đêm. Do không có công nhân, ông phải tự mình leo núi hiểm trở để chăm sóc gà, khiến bản thân bị thương ở đầu gối, đi lại khập khiễng. Nam diễn viên còn phải tự bỏ tiền xây đường lên núi, kéo điện và làm đường dẫn nước vào trang trại. Vì thiếu kinh nghiệm, lứa gà đầu tiên của ông bị bệnh, kéo theo thua lỗ nặng nề. Về sau, nhờ sự tìm tòi và học hỏi từ các chủ trang trại khác và lên mạng nghiên cứu, Triệu Lượng cũng tìm được cách khắc phục cũng như lấy giống phù hợp. Vì vậy, 5 năm sau thời điểm start-up, ông đã trở thành chuyên gia ở lĩnh vực này. Tính đến nay, số gà trong trang trại của ông tăng từ 500 lên 50.000 con. Theo một nguồn tin tiết lộ trên trang Sina, tài sản của Triệu Lượng lên đến hơn 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 333 tỷ đồng. Nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí như Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập đều từng ủng hộ ăn gà nhà ông chủ này. Tại làng giải trí Trung Quốc, Triệu Lượng không phải là gương mặt quá nổi tiếng. Song, chỉ cần nhắc đến nhân vật thái giám Tam Đức Tử trong Kang Hee Vi Hành, khán giả liền nhận diện được. Trong tác phẩm truyền hình đình đám, gương mặt tròn, đôi mắt một mí đặc trưng, lúng đồng tiền nhỏ và sự hoạt bát của ông đã để lại ấn tượng mạnh. Được biết, Triệu Lượng tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nơi các tên tuổi như Ân Đào, Hàn Hồng, Dương Dương tốt nghiệp. Ông dễ dàng gia nhập ngành giải trí nhưng ít được biết đến vì ngoại hình không điển trai và thấp bé. Hạn chế về ngoại hình đã cản trở ông trong việc nhận các vai diễn quan trọng trên màn ảnh. Ông nhanh nhạy lựa chọn hướng phát triển theo lối hài kịch và về vườn nuôi gà để ổn định cuộc sống. Về đời tư diễn viên phim Kỷ Hiểu Lam, Tần Tiếu Ngạo Sang Hồ kết hôn với người mẫu Hồ Kính, kém mình đến 16 tuổi. Bà xã Triệu Lượng xinh đẹp, cao ráo và duyên dáng, Hồ Kính tiết lộ phải lòng chồng vì ông trung thực và tốt bụng dù có chút vụng về. Cô theo chồng về quê làm nông và luôn động viên ông vô điều kiện, cặp đôi sống hạnh phúc, sinh được hai con trai và giáo dục con tử chăm chỉ kiếm tiền, không phụ thuộc vào bố mẹ.